Rồi, cửa hàng nông cơ Phúc Luân xin kính chào mọi người nha. Hôm nay bên em lên cho mọi con máy cắt cỏ. Con này con Echo 260 nha. Echo 260 nòng 34 ly. Thì tình trạng con này thì em sẽ nói thẳng ở trong video để cho mọi người cùng biết đến. Thì con này là đang còn nổ ok nha. Đang còn nổ ok. Hơi hám là tốt nha. Hơi hám tốt. Con này em thu lại của khách. Thì vừa rồi em có bán cho khách. Đây, con này cái tem ở tiệm em vẫn còn nha. Đó. Phúc Luân nè. Thì con này vừa rồi em có bán cho khách nhưng mà do cái máy nó yếu quá. Khách thì nhu cầu sử dụng cũng nhiều. Cho nên là muốn đổi một cái máy khác để xài. Thì hôm nay thì giá em thu lại. Và em mong muốn bán cái con Echo 260 này nè, bán cho mọi người là 1,1 triệu. Bên em bao ship 1,1 triệu nha. Thì dây đeo nè và lưỡi dao tiếp mẫu Uri, đồ đầy đủ ha. Con này tình trạng là còn ok hết nhé, máy nổ ngon. Đó là Echo 260 nha. Con này hoàn toàn của Nhật Bản nha. Đó là khách đổi thôi. Thì em bán cái giá là 1,1 triệu. Thì bên em bao ship. Rồi đây. Đó, tay lái rồi là đầy đủ hết. Con này em sẽ rửa sơ qua. Đầu bò là các thứ là còn nguyên zin. Còn nguyên zin nha. Rồi, mọi người xem nhé. Con này là 1,1 triệu ha. Giá thì nếu mà các bác xem hợp lý thì lấy. Tại vì nó sẽ rẻ hơn cái giá thị trường là 700 ngàn, 800 ngàn nha. Bình thường con này giá thị trường là nó khoảng 1,8 triệu đến 1,9 triệu. Có khả năng đẹp mà hệ thì nó tầm khoảng 2 triệu đến 2,1 triệu là bình thường. Đó, nhưng mà hôm nay là bên em có thu lại thôi. Là bán là giá 1,1 triệu ha. Em giật hơi. Giật hơi cho mọi người nghe nè. Đó. Hơi của nó còn rất chắc luôn. Đó. Em bao nổ ngon lành. Về anh nha. Mọi người xem kiểm tra hàng nha. Đó. 1,1 triệu cho cái con Echo 260 nha. Rồi, cả nhà mình xem ok được thì liên hệ vào số điện thoại giúp em nhé. Rồi, bye bye cả nhà nhé.